Khi bước sang ngưỡng tuổi 30, làn da của chúng ta cần gì? Chỉ chăm sóc da thông thường liệu đã đủ? Bạn có biết chế độ dinh dưỡng thực sự quyết định 50% vẻ đẹp và sự tươi trẻ của làn da? Bí quyết chinh phục làn da không tuổi là gì? Giải pháp trong uống ngoài thoa? Bí quyết sở hữu làn da khỏe đẹp toàn diện? Collagen Express, bột collagen giúp làm đẹp da. Collagen peptide là dạng thủy phân của collagen. Sau khi thủy phân collagen peptide sẽ mất khả năng tạo gel và có thể hòa tan với nước lạnh. Công nghệ thủy phân giúp chia nhỏ các phân tử collagen giúp chúng hấp thụ vào cơ thể một cách dễ dàng. Sau khi thủy phân collagen có độ tập trung dưỡng chất cao hơn và tinh khiết hơn, collagen thủy phân có lượng axit amin, glycine, proline cao hơn gấp 10 đến 20 lần collagen thông thường. Collagen thủy phân có khả năng hấp thụ lên tới 90% và mang lại hiệu quả nhanh chóng và cải thiện rõ rệt đối với làn da. Lifting Comfort Cream kem dưỡng lão hóa giảm nhăn và nâng cơ. Hoa diên vĩ chứa thành phần isoflavone giúp bù đắp những thiếu hụt hormone. Tăng sinh lượng estrogen sẵn có giúp kích thích tăng sinh collagen và sợi đàn hồi. Dầu hoa anh thảo tăng cường lượng axit béo tự nhiên, làn da trở nên mịn màng, đàn hồi và chức năng bảo vệ tế bào được kích hoạt. Chiết xuất sinh vật phù du biển tăng cường năng lượng cho da, kích thích quá trình trao đổi chất và kích thích tái tạo da mạnh mẽ. Hãy trải nghiệm ngay bộ đôi hoàn hảo giúp quay trở về thời xuân thì từ Zindacel và Biosit. Cảm nhận làn da tươi trẻ, căng mọng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống